Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục đi bẫy chuột mọi người. Thì buổi chiều hôm nay em rải nồng quanh cái khu vòng này, ven theo cái vòng này. Đây mọi người xem. Thì em rải xong hết cái khu này. Thì buổi tối hôm nay em mời tất cả mọi người cùng theo dõi em đi thăm bẫy một lần, thì sáng mai em lại để tiếp tục đi thăm tiếp. Thì nếu mọi người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em thăm bẫy em. Con này con cống to mà. Hình được một con cống rồi. Buổi sáng mai em mời tất cả mọi người cùng theo dõi em đi thu bẫy nhé. Sáu bảy chuột.
nay thì lại được nhờ chút công. Đánh mấy con cúng to đánh kịch lồng, may lồng. Tại vì cái lồng này em sử dụng để bẫy chuột đàn chứ không phải là bẫy chuột cúng. Nếu bẫy chuột cúng thì phải dùng loại bẫy to hơn. Em dùng cái loại bẫy này, bẫy như bẫy chuột đàn. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì buổi sáng hôm nay em lại tiếp tục đi thu bẫy chuột rồi. Thì bây giờ em mời tất cả mọi người cùng theo dõi em đi thu bẫy nhé. Nếu mọi người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Sầm mà không còn gì nữa. Tàn thế nhỉ. Sầm mà không biết. Đổ còn tàn dưới cống của mọi người. Không thấy gì, cứ như kiểu con người ấy. Ba cái đầu tiên không chạm con nào. Ui.
có sập như vậy không dính. Một con ướt rượt mọi người. Long mọi người. Kinh long. Không khái. Em đánh khu này nó toàn dính chuột cống không vậy. Dính rồi em cứ đạt mọi người.
em nữa. Hôm nay em đặt 40 cái bẫy thì mất 2 cái mà vậy. Chắc là con chuột, chắc em để nó đặt bẫy ở dưới để giờ xong gặp con chuột đất cống, gặp cái con chuột cống chắc nó tha xuống bể nước này. Đường đi lắm mày, nó không nhiều đường đi khó đánh. Thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu mà người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé.